vậy? Ok ok. Lúc đầu từ khi đi ra xa quá kìa. Mấy triệu? Có vào xem tí không? Đây này. Cái này nó đang đi hàng ngày. Nhưng mà cái này là cái đời khác. Cái đời này bánh động cơ ở kia, nhưng đời này động cơ ở đây. Động cơ đây. Đây là động cơ này. Cái đời này động cơ ở sau. Đấy. À cái motor. Động cơ đây. Là motor đi. Ở trên này là khối khối pin. Xe đấy là phải dùng app anh ạ. Dùng nó nạp tiền vào đấy xong là ra nó quét quét mã tốt. Xe nào nó sẽ mở ra luôn. Đây đi khám phá thấy chỗ này có tổ chim yến này, nhưng mà tổ này là tổ hoang dã. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Tuấn, quản lý của phòng công cụ. Sau đây thì em xin giới thiệu qua về cái phòng công cụ của bên em. Phòng công cụ của bên em thì có thì ở đây mặt bằng thứ hai, hiện tại tất cả mặt bằng thì đều có một, tức là không bao giờ để hàng lưỡi xuyên qua, để nằm nhằm để nâng cao chất lượng, tư duy chất lượng của tất cả nhân viên về chất lượng sản phẩm. Cho nên là tất cả các loại đèn điện nhóm trong này. Ngoài ra thì sau khi giờ thể dục, sau giờ thể dục buổi sáng, trước khi thầy bắt đầu công việc thì mọi người thường đặt cao huyện này để mà phát triển cái tư tưởng. Em xin cảm ơn rất là nhiều nhiều ạ. Dạ, xin mời mọi người. Hai giờ sáng người ta sẽ đi, và sáng sớm là 6 giờ người ta sẽ vào. Ngay chỗ này buổi sáng sớm và buổi chiều tối, tức là chạm vạng 5:30 6 giờ chiều sẽ có một cái chợ hải sản ngay ở đây buôn bán cho người dân. Thì cái lượng hải sản ở đây thì không thể cung cấp đủ cho thành phố, một phần thì vận chuyển từ những nơi khác đến, và đặc biệt là nuôi trồng ngay tại Huế. Ở đó là nước hai loại, nước sông đổ ra và nước biển chảy vào nên gọi là nước lợ, ở đó có thể nuôi trồng được hải sản. Còn ở đây thì hải sản nguyên chất là ngay tại khu vực này. Đây là cái ghe nhỏ đi gần bờ thôi chứ không có đi xa được. Là ngay cảng tiên xa này, nhờ mình nhé. Anh nhầm chính là lấy mấy cái vò, chứ con đi chuyển hái cả. Và lấy luôn hái cả lá. Chúng tôi cũng sẽ thông báo gần cái bãi nhà trên chuyến bay. Xin cảm ơn.